Kỷ niệm ân đức của Địa Tạng Bồ Tát Hành Ngọc. Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã đến 30 tháng 7 âm lịch, khánh đản Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ai cũng biết đó là vị Bồ Tát phát nguyện ở địa ngục cứu độ chúng sanh tội ác sâu nặng. Người nào kính ngưỡng lễ bái Ngài đều cảm ứng được tinh thần độ sanh của Ngài. Tôi phát tâm tháng 7 âm lịch sẽ ăn chay một tháng để biểu thị sự sùng bái của mình đối với Ngài và tinh thần học theo hạnh của Ngài. Tại trại tù nữ có nữ giám mục giáo hóa nữ phạm nhân khiến họ tiếp nhận Phật Pháp, bỏ ác làm thiện. Bình thường, các bạn Phật tử có lòng thương mến thường đến giảng thuyết vật lý cho nữ phạm nhân. Có một lần, một nữ tù chạy đến vui vẻ kêu lên: "A Di Đà Phật đến rồi." Quả nhiên, có Lâm cư sĩ dẫn hai vị đồng tu đến. Ông rất nhiệt tình trong việc truyền bá tín ngưỡng Phật Pháp đến phạm nhân. Tôi chỉ biết tán thán là Địa Tạng Bồ Tát. Tôi e ngại đến nhận công tác này. Tôi đem nhân duyên linh cảm với Địa Tạng Bồ Tát giảng cho họ nghe, khiến họ kinh ngạc, kỳ lạ và hết lòng tán thán. Tôi đem tình hình nhận được thánh ân của Ngài giống như kẻ lữ hành lạc đường đêm tối, lại được có ánh sáng để trở về. Bệnh hoạn lâu ngày bỗng nhiên thuyên giảm, hiện tại vẫn còn khắc cốt ghi tâm, thuật lại như sau: tôi đủ năng lực để phục vụ công tác giám mục, nhưng vẫn thường cầu nguyện đến Địa Tạng Bồ Tát để mong sự linh cảm. Nhớ lại cuối thu năm trước, tôi bị ngã bệnh rất nặng, đau nhức rên xiết không ngồi được, không đứng được, hoàn cảnh thật vô cùng khó khăn, sinh hoạt khốn đốn, không thể có được an nhàn tự tại. Nhưng tôi là một Phật tử, mỗi khi gặp phiền não không có cách giải quyết, tôi đều đến trước điện Phật, cầu nguyện và sám hối trước tượng Địa Tạng Bồ Tát, tự nhận những lỗi lầm ác nghiệp lâu đời, quá khứ, nên nay mới chịu khổ báo như thế. Thời gian càng qua nhanh, bệnh của tôi càng nặng, tôi chỉ còn biện pháp độc nhất là cầu xin Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng ban cho tôi sự giải thoát. Công việc mỗi lần nhờ người giới thiệu là mỗi lần có hy vọng, đến lúc hy vọng nhất thì cuối cùng trở thành như bong bóng nước, khiến tôi chẳng còn dũng khí để hướng đến Phật Bồ Tát cầu nguyện nữa. Có thể có người nào để giúp đỡ cho mình không? Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mình giúp mình, an ủi mình. Tôi lập tức kiên định tâm trí, quyết chánh niệm không lười biếng, hướng đến Phật và Thánh tượng Địa Tạng Bồ Tát, kiên thành cầu nguyện không cho gián đoạn. Vào một buổi tối, ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ nhẹ, sau đó có người gọi tôi mở cửa, thì đó là Vương cư sĩ từ Liên Xã nghe kinh trở về, thái độ tỏ vẻ gấp gáp. Sau khi đưa cho tôi một miếng giấy đỏ đã từ giả khiến tôi không kịp đáp tạ. Trên tờ giấy đó có mấy chữ: mời dự thi giám ngục ở Đài Trung, kỳ hẹn ngày mai sẽ báo danh ký tên. Sáng ngày mốt 8 giờ bắt đầu thi quốc văn di giáo, sử địa công dân toán lý. Tôi đã rời học đường hơn 10 năm, không còn bài học nào được ghi nhớ trong đầu, do đó lo lắng cả đêm không sao ngủ được. 10 giờ sáng hôm sau, đi mua rau ngang qua nhà can cư sĩ, nhờ bà ta ba lần khích lệ, bảo tôi phải báo tên trước. Thật khó từ chối được thành ý của bà, chỉ vì bệnh lâu mới bớt, thân thể chưa hoàn toàn bình phục như cũ. Trời ơi, nơi ghi tên nam nữ chen nhau như nước chảy cũng không thông, nghe nói chỉ lấy một người nữ, tôi có bản lãnh nào để ứng khảo chăng? Sau này nhớ lại cuộc khảo thí, thì bây giờ nhờ một em học sinh trung học chịu khó đọc lại sách vở thi cử, mất hết nửa ngày và một đêm, khẩn trương dụng công không ăn không ngủ, tự nhận là nhớ hết các loại đề mục. Có vài phần đáp ứng được khảo thí nên tôi mới gấp gượng đi thi. Kết quả không phụ với sự khó nhọc của tôi, bệnh của tôi không thuốc thang mà được lành, lại được cơ quan phái tôi đến nhận giám ngục, phục vụ cho các chúng sanh tội khổ ở nhân gian, khiến tôi giải quyết được vấn đề của nhân sinh. Do đó, tôi kính ngưỡng sự linh cảm của Địa Tạng Bồ Tát và học được nơi Ngài, tinh thần quảng độ chúng sanh tội khổ. Nhớ lại, trước khi tôi đến nhận công tác giám mục một ngày, thì hôm đó khoảng 7 giờ sáng, khi đang mơ màng, thì tôi gặp một giấc mộng, từng nhờ Địa Tạng Bồ Tát chỉ dẫn đến nơi, hiện thực không một chút sai lạc.
Hồi tưởng đến thần lực không thể nghĩ bàn, như thế khiến cho tôi từ một người tham ăn, chỉ thích ăn đồ tanh nồng, bấy giờ tự nhiên tôi phát tâm ăn chay. Ngày mùng 1 và rằm mỗi tháng, dần dần ăn thêm vào ngày Vía Quan Âm, rồi ăn 10 ngày chay, tự tin rằng tương lai sẽ ăn chay trường được. Có nhiều người bạn không tin Phật nói, không nghĩ tin Phật, chỉ người ăn chay. Tôi liền giải thích cho họ, tin Phật không ngại gì đến việc ăn mặn của chúng ta. Sở dĩ chúng ta ăn chay, đó là do chúng ta có đức tin, kiên thành, tin sáu nẻo luân hồi, không chịu được khi ăn thịt chúng sanh. Tự nhiên như thế mà ăn chay thôi. Đứng về mặt thế gian, khi tự mình có nạn khốn khó, thì nhờ bạn bè giải quyết. Đến khi được hoàn cảnh tốt đẹp, đương nhiên tùy theo năng lực của mình mà sắm lễ để cảm tạ họ, hoặc tặng họ vật để chúc mừng. Chúng ta là những người học theo từ bi của Phật, nên thương xót sinh mạng chúng sanh như sinh mạng của chính mình. Cư sĩ Đường Cương Thanh từng được sự linh cảm tinh thần vĩ đại của Địa Tạng Bồ Tát, đã từng phục vụ nhiều năm tại giám ngục ở Tân Trúc tại Đài Trung, đã giáp hóa khuyến tu nhiều phạm nhân chịu khổ trong ngục. Không ít người đã được ông cảm hóa, đã sám hối những tội lỗi của mình và phát nguyện quy y Tam Bảo. Năm ngoái được thăng chức làm vân quản, chẳng những là Phật tử cùng tôi cảm thấy hân hoan an úy, mà có thể nói là hạnh phúc của ban quân pháp. Tôi tin chắc Đường cư sĩ sẽ y cứ tinh thần công chánh liên minh, khiến những người mê lầm tạo tội tiếp xúc với pháp luật sẽ nhận sự phán xử an bình và ôn hòa, không bị oan khuất. Vợ của ông cũng là một Phật tử thuần thành, trì trai, khắc kỷ, hiền thục, tiếp đãi mọi người. Bà cũng có tinh thần đại từ, đại bi, xả kỷ vị tha, thật khiến cho người người đều cảm phục. Há chẳng thể nói đó là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát ư? Nhân ngày thánh đản của Địa Tạng Bồ Tát đến, vì kỷ niệm ân đức của Bồ Tát nên đặc biệt cung kính thuật lại chuyện có thật để làm rạng rỡ thánh đắc, cũng để biểu thị sự cảm bội trong thân tâm của tôi. Dịch tù Trung Quốc Phật giáo quyển 2 kỳ 2, ngày 31 tháng 8 năm 1946. Ha ha ha,